Chào nhà nhé, chào nhà quay lại kênh YouTube Quý Hồi TV. Chúc cả nhà ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong công việc nhé. Hôm nay mình đi xây nhân rừng cả nhà ơi, cả nhà. Thưa cho mình nhé, mình tiếp tục cuộc sống mưu sinh ở rừng. Đây mình tới rừng rồi nhà ơi, giờ mình đi trên đang trên tháng 7 rồi nhà ơi, cả nhà thưa cho mình nhé. Hello cả nhà nhé, mình sẽ review tụi em cho cả nhà xem nhé nha. Tụi em đen đen cả nhà ơi, anh em lùm dòi cả nhà ơi. Lùm dòi ra đa đa nha ơi. Đó. Wow, ra đa đa không nha ơi. Đóng sát từng cái mà không ai lấy hết nha ơi. Đó, đừng cái đi mòn hết này. Xe chạy hàng ngày. Sát đường mà không ai lấy cho mình lên mình lấy mật em nha nha. Đó, tôi em lấy nha ơi. Em rất dễ thương luôn. Wow. Lấy tụi em đồng ôm mình cả nhà ơi, gai đa đa nó phủ từ dưới lên tới trên luôn nha ơi, tét tay tét chân hết cả nhà ơi. Thế là mình lên lấy mặt em nhé nha, nha theo dõi video mình nhé. Và bây giờ mình lên nhé nha. Rồi dai không nha ơi, nhà mình lấy dai chừng chỉ có đâu, dai gai không à. Ừ, mình lên trên đấy mình quay tới tụi em mình quay nha xem nhé. Mình không thể đầu camera lên từ đầu tới cuối được. Nó rung lét dư dài nó kéo rớt hết rớt camera xuống dưới nha. Cả nhà thấy gai ghê. Cái đá đá. Còn gai không nha ơi. Wow. Đen mà. Giờ mình lên nhé nha, cả nhà theo dõi video mình nhé. Tới tụi em rồi nha ơi. Ồ, tối nay chắc mới về rồi nha ơi. Wow. Lần mới vừa còn có mặt này nhờ. Đó. Cao quá nhìn không thấy rõ nhờ. Nó đang có mặt này nha. Mình sát đường luôn rồi nha. Mình cả dưới này. Thì mình phải lấy không được nha. Đỡ lên rồi mình phải lấy mặt không nó hút mặt hết nha. Cả nhà nhìn thấy mặt đẹp không? Chỗ này phấn hồng nhiều nha. Làm hai lốp này nha. Nha. Làm hai lốp nha. Ồ, con hò rất nhiều rồi nha. Con hò rất nhiều luôn. Đó. Đây lỡ lên phải lấy mật để không đưa nha. Bây giờ có cái mật nha. Dời không rồi, chắc mình quay kết mặt cả nhà xem không được rồi. À, đây mới làm mà khoảng có nửa lít lít vậy nha. À, em đang đu lại ngồi này nha. Rồi mình chỉ cần lấy mặt nữa nha. Mình này con hơi bị nhiều luôn. Mặt đấy nha rồi. Mình lấy xuống sông rồi nha ơi. Mặt rất đẹp. Đó. Em còn nửa lít rồi nha ơi. Hello cả nhà nhé. Mình sẽ review tụi ông cho nha xem nha nha. Đây, tụi ông nó đang bên còi kêu ở nhà ơi. Đây, đang đóng trong cái đám kêu, rải kêu của người ta trong rồi nha. Đây, mùa đây là em ở trong rừng già nó ra biên biên rừng non với rừng biên kêu rồi ở đóng cả nhà ơi. Tụi mình là mặc em lấy tới tháng 9, tháng 10 luôn rồi nha ơi. Những tháng nay là em mới ra cái rừng non này nó đóng rồi nha. Đóng ở rừng non rồi, rồi biên kêu rồi, lùm sông suối rồi nha. Bây giờ mình lên lấy mặt em nhé nha. Nhà theo dõi mình lên lấy thì có mặt không nhé nha. Mình thấy cái kia nó lép xẹp cả nhà ơi. Mình lên thử có mặt không. Cái kiều đem khá cao nha ơi. Đó, đem cái kiều này nha. Đấy, trong rừng kiều. Giờ trời 3-4 giờ nó sắm hơi tối nha, xem không cam nhé. Đem nhánh kiều nhỏ. Đây là cây khối nha nha. Ít nhánh nhỏ khô như cây lá tư là tạo ra khối mù mịt cả nhà ơi. Đây, nên làm cái móc nữa, mình móc lấy mật nha nha.
đơn giản luôn này nha, đơn giản nhỏ gọn. Đây có cái dây để mình xách lên này nha. Giờ mình lên chinh phục tụi em rồi nhé nha, nhà theo dõi video mình nhé. Kêu về nó da nhám thì rất giờ leo rồi nha, mà trời những nó đóng bì nhánh nhỏ, mình lên mình dọn hết những nhánh khô rồi nha, nhánh khô bị bọt ướt. Mình lên gần tới tụi em rồi nha, đóng bị nhanh nhỏ ở đây nha, lên nhẹ nhẹ em quay nha xem. Đó, tới tụi em rồi nè nha, thấy rất dễ thương luôn á. Phân hò này, đưa này cho đưa phân hò cho này anh. Ủa, tối nay phân hò nhiều quá nha. Này rất nhiều phân hò luôn. Rất thảm. Mặt rất thảm luôn. Nhanh kêu nhỏ quá, không dám ngầu dữ luôn rồi nha. Mình đứng dối lấy mặt rất chặt luôn. Ủa, này đang ăn mặc lần hết rồi nha. Còn rất ít mặc luôn. Thế xong rồi nha ơi. Mình lấy được ít mật rồi nha. Mình tới nhầm lại nha. Đây vài bữa nữa nó hết nhầm đi chỗ khác rồi nha. Đó, mình được phóng hòn đu. Ôi, thời lượng video đây kết thúc nha nha. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an mà luôn thành công trong công việc nha. Chào nha, tắt máy nha.